Cô Thương chào các em học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Chùa Văn An. Các em thân mến, ắt hẳn trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi nhỏ, mỗi chúng ta đều ngân nga những câu thơ quen thuộc. Sân nhà em sáng quá, nhờ ánh trăng sáng ngời, trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi. Những đêm nào trăng khuyết, trông giống con thuyền trôi, em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi. Hình ảnh vầng trăng sáng ngời trong bài Trăng sáng của nhà thơ Nhược Thủy khiến chúng ta vô cùng thích thú bởi sự liên tưởng của tác giả. Biến hình ảnh vầng trăng như con thuyền, như chiếc đĩa trôi. Sở dĩ vầng trăng trở nên ngộ nghĩnh đáng yêu như vậy là nhờ thi sĩ đã sử dụng phép so sánh. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài so sánh các em nhé. Mục tiêu của bài học này về kiến thức, chúng ta hiểu được khái niệm cấu tạo của phép so sánh. Về nội dung, biết quan sát những điểm tương đồng của sự vật để tạo ra những phép so sánh đúng và hay. Bên cạnh đó, các em cần vận dụng phép so sánh trong khi nói và viết để sự diễn đạt thêm hay, vào hình ảnh và gợi cảm xúc. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa trang 24. Chúng ta bắt đầu đi vào bài học với phần 1 La Mã. So sánh là gì? Ở sách giáo khoa trang 24 chúng ta có hai ví dụ. Ví dụ A. Trẻ em như bước trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. B. Trong hai bên bờ, rừng nước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Yêu cầu là chúng ta tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh. Ở ví dụ A, chúng ta dễ dàng nhận ra các sự vật được so sánh với nhau ở đây là trẻ em với bút trên cằm. Ở ví dụ B là rừng nước được so sánh với hai dãy trường thành vô tận. Sở dĩ các sự vật trong hai ví dụ có thể được so sánh với nhau là vì giữa chúng có nét tương đồng. Ở ví dụ A, trẻ em được so sánh với bức trên cành vì chúng non nớt, ngây thơ, mỏng manh, cần được chăm sóc, cần được bảo vệ và chở che. Trong ví dụ A này, chúng ta dễ dàng nhận ra cái phép so sánh này qua từ so sánh là như. Ở ví dụ B, sở dĩ rừng nước được so sánh với hai dãy trường thành vô tận là vì rừng nước ở đây dựng lên cao ngất những thân nước với những chiếc rễ dài cắm sâu vào lòng đất, hàng hàng xa số những cây nước tạo thành rừng để bảo vệ che chắn cho đất tránh bị xói mòn. Hình ảnh rừng nước trải dài như vô tận khiến chúng ta liên tưởng đến những dãy trường thành cũng vững chắc để bảo vệ những người sống bên trong nó. Từ so sánh để nhận ra được phép so sánh này đó là từ như. Từ hai ví dụ trên, các em thấy so sánh nghĩa là đối chiếu giữa hai sự vật, những sự việc có nét tương đồng và tác dụng của nó là để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Như vậy, phép so sánh này được gọi là so sánh tu từ hoặc là so sánh nghệ thuật. Giá trị mà phép so sánh tạo ra đó là làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Nó khiến cho sự diễn đạt thêm bóng bẩy, thêm hay. Bên cạnh đó, chúng ta còn một ví dụ. Con mèo vằn vào trong to hơn cả con hổ, nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Yêu cầu là chúng ta xem phép so sánh ở ví dụ này có gì khác với phép so sánh được sử dụng trong ví dụ A, ví dụ B mà chúng ta đã được tìm hiểu ở trên. Các em thấy trong câu con mèo vằn được so sánh với con hổ, phương diện so sánh là to, dễ mến,
ta dễ dàng bắt gặp. Từ so sánh là hơn. Như vậy, đây là phép so sánh hơn kém. Hoặc nói một cách đơn giản, đây là phép so sánh thông thường, mang tính định tính, định lượng. Với phép so sánh thông thường thì chúng ta thấy nó không được bóng bẩy, không có giá trị gợi hình, gợi cảm như cái cách so sánh nghệ thuật, so sánh tu từ ở trên. Cách so sánh thông thường này được sử dụng khá nhiều trong đời sống hàng ngày mà các em có thể được nghe. Ví dụ như nam nặng hơn An, hoặc là nam cao hơn An, hoặc là nam nhanh nhẹn hơn An. Như vậy, chúng ta thấy khi làm một cái phép so sánh thì giữa các sự vật được so sánh với nhau phải có nét tương đồng. Cái thứ hai, với so sánh tu từ, so sánh nghệ thuật thì khi sử dụng nó sẽ làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Và bên cạnh đó, em phải phân biệt so sánh thông thường là cách nói bình thường, cách diễn đạt bình thường, mang tính, định lượng, và nó không có giá trị gợi hình, gợi cảm. Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ thứ nhất, ghi nhớ sách giáo khoa trang 24. Chúng ta cùng tiếp tục bài học với phần 2 La Mã, tìm hiểu cấu tạo của một phép so sánh. Chúng ta thấy một phép so sánh hoàn chỉnh sẽ gồm có 4 yếu tố. Đó là với A, sự vật được so sánh, phương diện so sánh. Nghĩa là các sự vật, sự việc này được so sánh với nhau, chứ có nét tương đồng với nhau về những cái mặt nào. Từ so sánh với B, sự vật dùng để so sánh. Ở phần 1 La Mã, chúng ta đã có được 2 phép so sánh. Và bây giờ cô hoàn thành chúng vào trong cái mô hình cấu tạo này. Với A, trẻ em, phương diện so sánh được ẩn đi. Từ so sánh như với B, bức trên cành, rừng đước với A, phương diện so sánh dựng lên cao ngất. Từ so sánh như với B là hai dãy trường thành vô tận. Như vậy các em thấy mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm có 4 yếu tố. Nhưng đôi khi chúng ta có thể ẩn đi phương diện so sánh. Bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ ở sách giáo khoa. Chúng ta có 2 ví dụ. A. Trường Sơn chí lớn ông cha, Tiểu Long lòng mẹ bao la sóng trào. B. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Chúng ta thấy cấu tạo của phép so sánh ở hai ví dụ này rất đặc biệt. Ở ví dụ A, phương diện so sánh và từ so sánh được lược bỏ. Và ở đây có một điều đặc biệt nữa là với B được đảo lên trước với A. Trường Sơn, Tiểu Long là với B, chí lớn ông cha, lòng mẹ bao la sóng trào là với A. Ở ví dụ B, từ so sánh như được đưa lên, tre mọc thẳng là với B, con người không chịu khuất là với A. Như vậy, ở ví dụ B, từ so sánh và với B được đảo lên trước với A. Bên cạnh đó, chúng ta có thêm nhiều từ so sánh ngoài từ như. Đó là từ là, như là, y như là, giống như là, tự như là, bao nhiêu, bấy nhiêu. Và điều quan trọng nhất là mô hình phép so sánh có thể thiếu phương diện so sánh, thiếu từ so sánh, đảo từ so sánh và với B lên trước với A, nhưng không thể thiếu đồng thời với A và với B. Đó cũng là nội dung của ghi nhớ thứ hai, ghi nhớ sách giáo khoa trang 25.
chúng ta cùng đi qua phần luyện tập. Ở sách giáo khoa trang 25-26, bài tập 1. Với mỗi mẫu so sánh gợi ý trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ tìm thêm những ví dụ khác cho riêng mình. Các em thấy, ở ví dụ A, so sánh đồng loại, so sánh giữa người với người. Ngoài ví dụ sách giáo khoa, tôi còn có một gợi ý cho các em. Đó là câu thầy thuốc như mẹ hiền, so sánh đồng loại giữa người với người. Hoặc so sánh giữa vật với vật, chúng ta có ví dụ sông ngòi kênh rạch càng bủa răng chi tiết như mạng nhện. Ở ví dụ B, so sánh khắp loại, trong sách giáo khoa gợi ý cho chúng ta so sánh giữa vật với người, so sánh cái cụ thể và cái trừu tượng. Cô gợi ý cho các em so sánh khắp loại giữa người với vật. Cá nước bơi hàng đàn đen chuỗi, nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Và cánh buồm vươn to như mảnh hồn làm. Cánh buồm là cái cụ thể, cái trừu tượng là mảnh hồn làm. Ở tập 2, dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp với B và những chỗ trống dưới đây để tạo thành một phép so sánh. Các em lưu ý ở bài tập 2, đây là những thành ngữ: khỏe như, đen như, trắng như, cao như. Cô gợi ý cho các em đáp án. Ví dụ, khỏe như voi, hoặc khỏe như trâu, hoặc khỏe như vâm. Chúng ta cần nhớ một đáp án là đủ. Tương tự, đen như cột nhà cháy, đen như than, đen như mực. Trắng như cướp, trắng như mây, trắng như bông. Cao như núi, cao như trời, cao như xéo. Ở mỗi đáp án chúng ta chỉ cần chọn một là đủ các em nhé. Bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta tìm trong các bài học, bài học đường đời đầu tiên trong nước Cà Mau, những câu văn có sử dụng phép so sánh. Với bài tập này, các em về nhà làm bằng cách mở sách giáo khoa và gạch dưới những hình ảnh, những câu văn có phép so sánh bằng bút chì các em nhé. Phần hướng dẫn về nhà, em xem lại cho cô hai ghi nhớ sách giáo khoa trang 24-25, xem là bài tập 1-2 đã làm và làm bài tập 3. Các em thân mến, trên đây cô vừa hướng dẫn các em bài học so sánh. Cô hy vọng rằng qua phần hướng dẫn này, các em đã nắm được khái niệm về phép so sánh, mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh, biết cách vận dụng phép so sánh trong lời nói hàng ngày và khi viết văn.